các bạn đã đến với chương trình hướng dẫn cắm hoa. Hôm nay Vinh chia sẻ với lại anh chị em và các bạn một mẫu hoa. Và mẫu hoa này là mẫu hoa sen. Và mình có thể áp dụng cái bình hoa này ở rất là nhiều dịp luôn. Mình có thể mình đem hoa đặt ở bàn khách, thậm chí có thể đem đặt ở bàn thờ ha. Rồi dân cúng. Đó, là đều được luôn. Đầu tiên là đây á. Đầu tiên ở đây là mình sẽ chuẩn bị là một cục xốp kết hợp cùng với là một cái hộp gỗ hình chữ nhật như thế này đây. Đây nè coi, đó, rất là chắc chắn ha. Rồi, đây là hoa sen này, hoa sen hồng. Đây là thủy trúc. Thủy trúc này là thủy trúc mành, mình đã đan mành rồi để giúp cho các bạn ha. Rồi, trong quá trình mà mình sẽ chia sẻ thêm cái mành này á. Mình đã từng có cái video để mà hướng dẫn rồi. Ở đây mình sẽ sử dụng này ha. Bây giờ mình sử dụng một cái màng cao khoảng 50 cm. Mình cắm màng sâu xuống dưới xốp cho nó vững đứng chắc luôn ha. Bên cạnh đó, ở đây là mình sẽ sử dụng mảnh nhỏ. Mảnh thì cao khoảng 30 cm và bên này là cao khoảng 50 cm. Đó, mình đang cắm một cục xốp như thế này. Đây là con tôm. Mình sẽ đưa một con tôm về phía sau. Cắm cao nhé. Mình cắm tôm sâu vô. Đây con tôm nhỏ, con tôm mập. Mình phải cắm con tôm nó xoay sâu vô, cắm sâu vô nữa các bạn, nó không là nó sẽ bị xoay đấy. Đây, em để như thế này. Đây là cái miếng mình đang mành ha. Rồi, bây giờ bước tiếp theo mình cắm hoa sen. Đây trên tay của Vinh đây là sen hồng, rất là đẹp ha. Cắm vào bên trong giữa một bông sen. Chỗ này mình lựa những cái bông hoa sen mà cái nụ của nó nhỏ đó các bạn. Cắm vào. Đó, trông nó rất là nhẹ nhàng. Nếu mà là sen khi mình cắm thì mình sẽ vặt cái cánh nó đi như thế này. Rất là đẹp.
xuống dưới mình có thể là mình gấp cánh sen. Khi gấp cánh sen như thế này thì cái bông sen của mình nó sẽ rất là to. Chính vì vậy nó sẽ không có hợp khi mà mình cắm ở những cái bình nhỏ ha. Đây mình đã quay luôn cho các bạn xem cái cách mà mình đang gấp hoa sen ha. Bên dưới này mình sẽ dùng lá trầu bà. Đây gọi là tùng lá dẹp, mình sẽ cho xen kẽ với lá trầu bà. Đó, mình đưa vào trong những cái khe.
tây giang này nó là một loài của họ tùng, rất là đẹp. Đây được gọi là đài sen. À, mình đưa đài sen vô, cho đài sen hướng lại phía trước. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bổ sung thêm hoa vào.
sốt phần sau ha. Mình sử dụng luôn một lá trầu đà. Đó. Đó, vậy là mình đã chè là sốt ha. Đây, vậy là mình đã xong được một cái làng hoa. Và đây là làng hoa sen ha. Mình cũng có thể áp dụng cái làng hoa này vào rất là nhiều dịp luôn. Và đây là mình sử dụng là nguyên liệu là chỉ có hoa sen, kết hợp cũng có là đài sen thôi. Và lá là mình sử dụng là cái cây thủy trúc đó các bạn. Đó, mình đan là thành cái mành ha. Rồi tiếp theo là mình có sử dụng lá dừa, mình đan là thành con tôm. Và bên cạnh đó là mình có sử dụng là lá bạc ha, hay còn gọi là lá đô la. À, cây tùng lá dẹp, rồi lá chầu bà, phía che sốt phần phía sau cũng là lá chầu bà luôn. Trong quá trình mà các bạn thực hành, nếu như mà có những cái gì chưa rõ, vui lòng cứ comment ở phía bên dưới, mình sẽ trả lời với các bạn cách nhanh nhất có thể nha. Nếu các bạn thích hành cho nhân tay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.